Dạ, xin cảm ơn rất là nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, buổi chiều nay thì trước buổi lễ chương trình thì Lục có giới thiệu với tất cả quý vị là có sự góp mặt đặc biệt của một nữ danh ca lừng danh của Việt Nam. 7 năm qua thì chị không nhận lời, mặc dù rất là nhiều lời mời để chị đi hát, nhưng hôm nay lại vô cùng đủ duyên khi tại chùa Bảo Ân của chúng ta, Lục đã được chị hoan hỷ trở duyên. Trong giờ phút này chị và người con trai cũng đã có mặt tại chùa Bảo Ân. Hồi chiều giới thiệu tên của chị thì tất cả quý vị vỗ tay rưng rưng, và chắc chắn rằng hôm nay tất cả quý vị ở đây để cùng được lắng nghe tiếng hát mà có lẽ hơn 40 năm thanh xuân của chúng ta cũng đã gắn bó với chị. Và trong giờ phút này chị sẽ xuất hiện với chúng ta qua ca khúc của nhạc sĩ Tâm Đức, ca khúc được mang tên Điều Tâm. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón nữ danh ca Bảo Yến. Quý đạo Phật tử, thank you.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài hát thứ hai, Bảo Yến sẽ cùng Khải Ca song ca bài Ngày Vui Đã Qua, lời và nhạc của nhạc sĩ Tâm Đức.